Theo hãng tin AFP, nồng độ bụi mịn, các hạt bụi siêu nhỏ và nguy hiểm có thể gây ung thư. Xâm nhập vào máu qua phổi, được ghi nhận tại New Delhi cao gấp 57 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào tối 17 tháng 11 và gấp khoảng 39 lần vào rạng sáng 18 tháng 11, với một lớp sương mù xám xịt bao trùm thành phố. Thủ đô của Ấn Độ bị sương mù dày đặc bao phủ mỗi năm, chủ yếu là do việc nông dân ở các vùng lân cận đốt rơm rạ cũng như khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông. Ngày 18 tháng 11, thủ đô New Delhi đã cho chuyển các trường học sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới do tình trạng khói bụi độc hại ngày càng trầm trọng. Các lớp học trực tiếp sẽ tạm dừng, ngoại trừ lớp 10 và lớp 12, bà Atisi, một quan chức cấp cao tại vùng thủ đô Delhi, phát biểu cuối hôm 17 tháng 11. Các biện pháp hạn chế được chính quyền thành phố áp dụng khi họ nỗ lực ngăn chặn chất lượng không khí suy giảm thêm nữa. Họ hy vọng bằng cách cho học sinh ở tại nhà, lưu lượng giao thông sẽ giảm. Chính phủ kêu gọi trẻ em và người già, cũng như những người có vấn đề về phổi hoặc tim ở trong nhà nhiều nhất có thể. Tháng trước, Tòa án tối cao Ấn Độ phán quyết rằng được thở không khí sạch là quyền cơ bản của con người. Họ ra lệnh cho cả chính quyền trung ương và chính quyền các bang phải hành động.